Nhân dịp đầu năm 2024 chào đón Xuân Giáp Thìn và chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm ngày Biên phòng toàn dân, hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Chiều ngày 12 tháng 1, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên trực tiếp thực hiện chuyên mục chuyên đề tuyên truyền về biên giới, về lực lượng Bộ đội Biên phòng trong năm vừa qua. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh. Đại tá Phạm Đình Triệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì họp mặt. Năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy chỉ huy các đơn vị và cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị đã đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn thách thức, vững vàng bám trụ nơi biên giới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Song song đó, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng luôn chú trọng lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền. Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng làm tốt công tác hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị cơ sở, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền. Các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời ghi nhận, đưa nhiều tin bài phóng sự phản ánh sinh động các hoạt động về biên giới, về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và hoạt động thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Riêng Báo Tây Ninh, trong năm 2023, qua công tác phối hợp, đơn vị đã thực hiện được 52 chuyên trang, 4 phụ trương, 20 media cùng hàng trăm tin bài có liên quan về đề tài biên phòng toàn dân, an ninh biên giới. Qua công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí, góp phần cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc hăng hái thi đua công tác, lao động sản xuất, học tập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ vững an ninh trật tự trên các tuyến biên giới của Tổ quốc. Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí thảo luận chia sẻ một số vấn đề liên quan đến công tác cung cấp thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh trong thời gian tới. Về phía báo sẽ bám sát cái định hướng tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng tỉnh để cố gắng hơn nữa nâng cao chất lượng các tin bài, ảnh chương trình, chuyên mục phối hợp tuyên truyền giữa Báo Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh trên báo in và báo điện tử, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ công tác tuyên truyền để đưa cái hình ảnh thông tin của người chiến sĩ biên phòng vươn xa đi sâu vào lòng bạn đọc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Đình Triệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành chia sẻ cùng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thay mặt Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Phạm Đình Triệu chúc sức khỏe đến lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên, biên tập viên. Năm 2024, ngoài cái nhiệm vụ, chúng tôi phải phấn đấu hoàn thành tất cả các cái chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ 2020-2025 đấy, thì hướng tới đấy là lập các cái thành tích cao nhất để xứng đáng với đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 4, để lập thành tích để chào mừng Bộ đội Biên phòng tỉnh 50 tuổi. Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này thì chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự vào cuộc giúp đỡ của tất cả các cái cơ quan báo đài trung ương, địa phương thường trực tại Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là hai đơn vị phối hợp để đồng hành cùng chúng tôi, động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân khu vực, nhân dân tỉnh Tây Ninh nói chung và nhân dân khu vực biên giới nói riêng để chúng tôi có thể hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ chính trị đặt ra. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng hoa quà cho các cơ quan thông tấn báo chí, phóng viên, biên tập viên, tặng giấy khen cho 3 tập thể, 21 cá nhân đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và quá trình xây dựng phát triển lực lượng Bộ đội Biên phòng năm 2023.